Tổng thống Donald Trump cùng các giới chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ đã đồng loạt gửi lời chia buồn tới người thân và gia đình cố thượng nghị sĩ John McCain. Trong thông điệp đăng tải trên Twitter, Tổng thống Donald Trump viết rằng Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và kính trọng tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain với cả tấm lòng và lời cầu nguyện. Riêng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis tuyên bố nước Mỹ mất đi một nhân vật luôn có những sáng kiến có ý nghĩa với đất nước. Trong cuộc đời hoạt động chính trị, ông John McCain đã đóng góp không mệt mỏi cho Quốc hội Hoa Kỳ. Ông đã đại diện cho tiểu bang Arizona tại Thượng viện và Hạ viện trong 35 năm qua. Ông McCain từng ra tranh cử chức vụ tổng thống năm 2000 và 2008. Vào năm 2008, ông trở thành ứng viên tổng thống, đại diện cho đảng Cộng Hòa, nhưng sau đó thất bại trước ứng cử viên Barack Obama. Ngoài ra, ông cũng từng giữ chức vụ Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ để tri ân trước những đóng góp của ông cho nước Mỹ. Lưỡng viện quốc hội đã dùng tên ông đặt cho đạo luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng. Năm tài khoá 2019 vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt ngày 13 tháng 8. Điện Capitol và Tòa Bạch Ốc cũng đã treo cờ rũ, ngang nửa cục cờ vào hôm thứ Bảy để tôn vinh thượng nghị sĩ John McCain. Hoa Kỳ những bộ một số phần trong điều khoản hoàng hôn Tại cuộc đàm phán NAFTA, ngày 25 tháng 8, ông Jesus Sidi, người được chỉ định làm trưởng đoàn đàm phán của Mexico trong nội các của Tổng thống López Obrador cho biết, Hoa Kỳ đã mềm mỏng hơn về lập trường đối với điều khoản hoàng hồn tự động hết hạn sau 5 năm. Trong khuôn khổ của cuộc tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA, bao gồm Mexico, Mỹ và Canada, sau cuộc họp với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại Washington. Ông Jesus đánh giá, có nhiều khả năng là Hoa Kỳ sẽ rút lại điều khoản này. Các bên liên quan cần tập trung vào giải quyết các vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận, liên quan tới năng lượng và tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Sau khi Mexico và Hoa Kỳ đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề song phương vào tuần này, có nhiều khả năng các bên liên quan sẽ đạt được một thỏa thuận sơ bộ về NAFTA trước ngày 31 tháng 8. Hơn một tháng qua, Mexico và Hoa Kỳ đã nối lại cuộc đàm phán tại Washington mà không có sự tham dự của Canada, trong đó tập trung thảo luận về các vấn đề gai góc trong NAFTA như quy định về xuất xứ của xe hơi, điều khoản tự động hết hạn sau 5 năm, theo đề nghị của Hoa Kỳ, cùng nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại, tiếp cận thị trường và đầu tư, khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng giữa Mexico và Hoa Kỳ vào cuối tuần qua đã không diễn ra theo dự kiến, vì cả hai bên vẫn còn bất đồng về lĩnh vực năng lượng và tỷ lệ nội địa hóa đối với lĩnh vực sản xuất xe hơi. Thống đốc tiểu bang Arizona sẽ chỉ định người kế nhiệm ông John McCain. Sau khi thượng nghị sĩ John McCain qua đời, thống đốc Arizona Doug Ducey sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm ông McCain vốn đại diện cho tiểu bang này tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ trong 35 năm qua. Các đảng viên thuộc đảng Cộng hòa tại Arizona đã đưa ra một danh sách dài những người có khả năng được bổ nhiệm cho vị trí đại diện của Arizona tại Quốc hội Liên bang. Trong đó có cả phu nhân Thượng nghị sĩ John McCain là bà Cindy. Luật của tiểu bang Arizona quy định người được bổ nhiệm phải từ cùng một đảng với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, theo luật của tiểu bang này, mặc dù thống đốc tiểu bang có quyền chỉ định người kế nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ sung vào vị trí khiếm khuyết đó chỉ được thực hiện cho tới cuộc bầu cử tiếp theo. Sự ra đi của thượng nghị sĩ John McCain đồng nghĩa với việc tiểu bang Arizona sẽ không có người đại diện tại quốc hội vào năm 2019, vì thượng nghị sĩ Jeff Flake cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Trung Quốc chỉ trích lời bình luận của Tổng thống Donald Trump cho đó là thiếu trách nhiệm sau khi ông donald trump đổ lỗi cho bắc kinh không gây đủ sức ép buộc phía bắc hàn giải trừ vũ khí nguyên tử khiến ông phải hủy bỏ chuyến viếng thăm của ngoại trưởng mike pompeo tới bình nhưỡng vào phút chót cho tới khi nào hoa kỳ giải quyết xong các vấn đề thương mại với trung quốc tổng thống donald trump cũng cáo buộc là trung quốc đã không giúp đỡ trong tiến trình thuộc bắc hàn giải trừ vũ khí nguyên tử do có sự căng thẳng thương mại với hoa kỳ để đối chọi với lời chỉ trích của ông donald trump phát ngôn viên Lưu Khang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25 tháng 8 nói rằng lời cáo buộc của ông Donald Trump trái với thực tế và Trung Quốc vô cùng lo ngại về hành động này của Tổng thống Hoa Kỳ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cũng lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Trump. Mặt khác, phía Nam Hàn cũng bày tỏ sự mong muốn Trung Quốc tiếp tục vai trò mang tính xây dựng trong các cố gắng của quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân theo kế hoạch ban đầu, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ đến Bắc Hàn lần thứ tư vào tuần sau. Ông Pompeo cho rằng chuyến đi này là giai đoạn tiếp theo trong việc bảo đảm việc phi nguyên tử hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược từ phía Bắc Hàn. Cuối tuần qua, một tin đồn mới vừa xuất hiện đó là Tổng thống Trump có con rơi với một người giúp việc cũ, cụ nhân viên gác cổng. Dino Sanchardin tại tòa nhà Trump World Tower ở New York nói rằng ông từng được trả tiền để không lầm lộ tin Tổng thống Donald Trump có con rơi với người giúp việc. Mars Hell, lực sư đại diện cho cựu nhân viên gác cổng kia xác nhận rằng Sanchardin từng ký hợp đồng độc quyền thông tin để không tiết lộ việc Tổng thống có con rơi với một người giúp việc trong tòa nhà Trump Tower. Đài CNN đã lấy được bản sao của hợp đồng mua độc quyền nguồn tin nói trên Giữa ông Sajudin và tập đoàn American Media (AMI) ký ngày 15 tháng 11 năm 2015. Hợp đồng xác nhận AMI mua độc quyền câu chuyện của ông Sajudin, dù không đề cập đến chi tiết nội dung bê bối tình ái của ông Trump, nhưng hợp đồng này khẳng định nguồn tin kia sẽ cung cấp cho AMI các thông tin liên quan đến đứa con ngoài giá thú của tổng thống Donald Trump. Công ty AMI sẽ trả cho người gác cổng 30.000 Mỹ Kim khi câu chuyện này được xuất bản Ngoài ra hợp đồng mới cũng đặt mức bồi thường lên đến 1 triệu Mỹ Kim nếu như nguồn tin vi phạm điều khoản độc quyền bị tiết lộ Câu chuyện mới nhất này rộ lên sau vụ ém nhẹm 150.000 Mỹ Kim được Michael Cohen cựu luật sư thân tính của ông Trump thừa nhận vào ngày 21 tháng 8 trước Tòa án Liên bang New York sau khi tạp chí National Enquirer vào năm 2016 cũng từng làm trung gian ém nhẹm cho vụ bê bối tình ái của ông Donald Trump với cô người mẫu Playboy Karen. Nữ Tổng thống Đài Loan nói với cựu tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ rằng chuyến thăm của ông thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai bên. Bà Thái Anh Văn cũng kêu gọi bình thường hóa việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên, giới quan sát nói rằng bất kỳ hoạt động kết nối nào của Đài Bắc với Hoa Kỳ hãy nên bắt đầu trong một lĩnh vực ít nhạy cảm hơn như là cứu trợ nhân đạo, để tránh chọc giận Bắc Kinh, Trung Quốc từng cảnh cáo Washington về việc trợ giúp quân sự cho Đài Bắc. Các nhà phân tích ở Trung Hoa Đại lục nhận định, bà Thái Anh Văn đang cố gắng nâng cao vị thế của đảo quốc này trên trường quốc tế, trong khi Hoa Kỳ đang chơi lá bài Đài Loan. Hôm 24 tháng 8 trong cuộc gặp gỡ tại Đài Bắc với đô đốc Scott Swift, người từng là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, bà Thái Anh Văn nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh mang tính đe dọa và chuyến viếng thăm của đô đốc scott swift không chỉ cải thiện lãnh vực ngoại giao quân sự mà còn thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai bên bà cũng nói với ông scott swift rằng đảo quốc đài loan đang trong đời bình thường hóa việc hoa kỳ bán vũ khí cho đài loan và chính phủ của bà muốn có thêm nhiều hoạt động trao đổi quân sự hơn nữa giữa hai bên